Cả anh em, vừa rồi anh em cũng có nghe một cái bản nhạc đúng không ạ? Ở đây em test trên cầu đẩy 3 kênh anh em nhé. Thì có rất là nhiều các bác khách hàng trong thời gian qua gọi điện nhắn tin hỏi bên em là có những cái mẫu đẩy 2 kênh, 3 kênh nào tiếng hay không? Tầm 600-800W và ở đây thì hôm nay em có lên nhé. Một cục đẩy 2 kênh là 800W cho tất cả anh em. Nếu như anh em nào mà chúng ta mà không chơi sút hơi đấy, anh em chỉ chơi sút điện thôi, mà nhà đang có hai cặp loa bass 30 thì anh em nên sử dụng cục đẩy LT1600 này anh em nhé. Sử dụng cục đẩy LT1600 này thì rất ok này. Con này công suất của nó là 800W một kênh. Vậy là 800W một kênh thì tiếng của nó rất là hay anh em, mạch nó hát tiếng nó rất là sáng, chạy 32 sò LG. Con này là chạy 32 sò LG này. Ok chưa? Và một kênh này anh em chơi được một cặp loa bass 30. Hai kênh anh em có thể chơi hai cặp loa bass 30 rất hợp lý. Và cái giá công khai rất là tốt cho tất cả các bác là chỉ có 6.200.000 đồng thôi. 6.200.000 đồng bao ship toàn quốc cho tất cả anh em. Ok chưa? Rất là đẹp. Đó. Sản phẩm này thì đều là hàng mới chính hãng bao hộp hết khi anh em mua. Rất là đảm bảo em nhá, hàng cao cấp nhất năm 2023. Còn ở đây anh em đang nghe chất âm cục đẩy 3 kênh H3610. Ok chưa? Cái cục đẩy em đang mở đây này, cái cục này nhá là dòng đẩy 3 kênh. Đó, dòng đẩy 3 kênh. Anh em có thể thấy đây, có kênh A này, kênh B và kênh C đúng không ạ? Thì là kênh A của nó là chỉ có 600W thôi, kênh B cũng là 600W. Đấy, và kênh C lên tới 1000W. Thì nhà thiết kế, nhà sản xuất người ta sử dụng kênh C, người ta thiết kế kênh C này là chuyên chơi súp anh em nhé, chuyên chơi súp 50 hoặc là súp 40. Anh em nào mà có một cặp loa bass 30 và một cặp loa bass 25, một quả súp hơi 50 thì chúng ta nên sử dụng cục đẩy này. Hoặc anh em nào mà có một cặp loa bass 40 đúng không ạ, kênh A chúng ta chơi một quả loa bass 40, kênh B anh em chơi một quả loa bass 40, kênh C anh em chơi một quả súp hơi 40 hoặc quả súp hơi 50 là rất hợp lý. Con này thì nó chạy 44 sò anh em nhé, 44 sò là JVK. Ok chưa? Và cũng tầm giá ngoài 6 triệu, con trên là 6.2 triệu, con dưới này là giá 6.9 triệu em nhé. 6.9 triệu thì anh em có thể tham khảo hai cái mẫu này của bên em. Một con thì là mặt phay nhôm, một con thì mặt đúc. Đấy, nhìn rất là đẹp. Một con thì màu xám và một con là màu đen. Anh em có thể lựa chọn làm sao cho hợp lý với gia đình nhà mình. Đấy. Đúng không ạ? Về chất âm thì tiếng rất là hay em nhé, tiếng rất là hay. Con này tiếng rất là hay này, con này 800W một kênh. Đấy, 800W, nhưng mà con này thì kênh rất là chỉ 600 thôi. Chỉ có kênh C lên tới 1000 anh em nhé. Bác nào mà chúng ta có thể dùng kênh C này. Đó, sử dụng kênh C này chúng ta chơi một cặp loa bass 40 thì cũng đều ok. Đó. Thì cái con H3610 này bên em hiện tại đang bán với giá là 6.900.000 đồng em nhé, 6.900.000 đồng. Bao ship, hai sản phẩm này đều bao ship. Anh em có thể sử dụng hai cái mẫu đẩy này, lựa chọn hai mẫu đẩy làm sao cho hợp lý đúng không ạ? Ở đây ngoài ra còn có rất là nhiều những mẫu đẩy rất là đẹp để phục vụ tới tất cả anh em.
2 kênh, 3 kênh, 4 kênh đều có. Con trên này chạy 32 sò em nhé, 32 sò. Tem bảo hành chống hàng giả. Con này thì em đã test và đã bán rất là nhiều rồi. Hàng này là hàng mới nhất năm 2023, hai sản phẩm này. Anh em có thể lựa chọn. Những cái mẫu đẩy bên em là đều là những mẫu đẩy rất là tốt và rất là đẹp. Hàng cao cấp và lỗi tháng đầu tiên anh em sẽ đổi mới ngay trong vòng 30 ngày. Ok chưa ạ? Và tiếp tục anh em cùng nghe thêm một cái bản nhạc. Quá căng đúng không ạ? Con này thì hiện tại đang chơi một cặp 40 anh em nhé. Con H3610 này con để 3 kênh thì đang chơi một cặp bát 40 đang mở đây. Kênh C chưa sử dụng gì đến. Kênh C em chưa động gì đến anh em nhé. Đang chơi chỉ 2 kênh thôi. Và lấy nhạc từ máy tính cắm thẳng trực tiếp vào đằng sau cục đẩy, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết, không có qua vang, qua lọc xì âm tiết gì hết đúng không đẩy tốt như thế này, đẩy 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh chơi gia đình, 2 kênh rồi 4 kênh chơi sự kiện thì anh em liên hệ trực tiếp với bên em. Bên em thì cung cấp rất là nhiều những mẫu đẩy làm sự kiện rồi chơi gia đình, công suất từ 500W cho đến 1800W em nhé. Có rất là nhiều các phân khúc để cho anh em lựa chọn. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở video gần nhất. Anh em xem video thấy hay nhớ cho xin một like, một đăng ký kênh.